Rồi ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp ha. Ây da, mình thắng rồi. Rồi, hy vọng là hôm nay chúng ta vẫn lấy được bài mới chứ đánh mấy trận là không lấy được lá bài mới nào hết. Rồi, để coi trong trường hợp này để con này ra thủ vậy, úp con này xuống. Tại bộ này không có lá nào dùng để thí bài chứ không mình chỉ dùng con này để thí thôi, chả để làm gì. Chẳng mấy khi thấy nó hữu dụng các bạn. I end my turn. Rồi, cho con phong hồng điểu này ra trước. Để coi con này là con gì. À rồi, ok. No. Để dành khi ảnh xung mạnh đã. Hay à. No. Bây giờ lượt sau ra con bèo bèo tí. Nó ra ảnh ra con bèo bèo, mình ra được con bèo bèo. À, thôi vậy cũng được. You're going to activate a spell card? Rồi không tội gì không gọi con này ra luôn. Chả mấy khi mà chiếm được thế thượng phong giống vậy các bạn. Bắn. Phù thủy bóng đêm còn khó ra hơn cả Summon School, tại nó phải thí hai con. Trong khi Summon School chỉ cần thí một con thôi, thật ra cái 2001 điểm thủ này không cần lắm. Cần là cần điểm công, không cần điểm thủ. Thủ xài con khác. Một con mà phải nói vừa công vừa thủ giống vậy, thật sự mình cũng không ham. Một là công, hai là thủ thôi. Chứ đừng có vừa công vừa thủ, nó vừa tăng sao vừa khó ra nữa. I end my turn. Cái gì cũng biết á, mà cái gì cũng giỏi á, thì nó đòi nó là một cái đơn vị rất là ưu tú, mà đã ưu tú thì chắc chắn là phí tuyển lẫn phí duy trì đều phải nhiều. Nói chung là trong thực tế những cái đơn vị đó thì nó cũng không thật sự là hay đâu các bạn. Có thể là nó rất là đa năng, rất là hay. Theo cái quan điểm phương đông của chúng ta thì có thể rất hay. Một con người đa tài, nhưng mà thực chất á, dẫu đa tài đến đâu thì chúng ta cũng chỉ có một lần chúng ta làm được con việc à. Chứ đâu phải một lần mà chúng ta làm được nhiều việc cùng lúc đâu. Thành ra là nói chung là cũng chưa chắc hay thay gì đó, bởi vậy thành ra giờ chúng ta giờ nếu mà không đa tài thì chúng ta có thể là làm một việc, mỗi người làm một việc có khi còn hay hơn, bổ sung khiếm khuyết cho nhau, đâu có nhất thiết cứ phải lúc nào đâu phải biết hết đâu, biết tốt đâu, cái này gọi là tâm lý biết tốt, cái gì cũng phải biết hết, cái gì cũng phải làm được, làm được mà phải làm tốt nữa chứ. Rồi em xin lá bài mới đi, khổ quá rồi. Vâng, một lá bài mới. Khá là tào lao thiên tướng. Con này 5 sao, công 3008, thủ 1930. Mà nó là con Summon nữa chứ. Con này không phải là Summon mà thì mình đánh giá rất cao nó luôn á. Nhưng mà nó lại là con Summon thì con này không giá trị mấy. Mà để coi thử coi. Nó sẽ phá hủy một lá bài 7 trên sân. Là sao không hiểu. Nói chung là biết là chức năng đầu tiên của nó là phá một cái lá bài 7 trên sân rồi đó. Nhưng mà ngoài mấy cái dòng sau mình đọc mình không hiểu gì hết trơn. Bạn nào biết dùng lá này chỉ giùm mình nha. Mình chưa thông cái lá này lắm. Rồi ok, con này nhìn cũng hay hay. Bữa nào xài thử nó. Nói chung là con này có xung minh nó ra cũng để thủ thôi. Nhưng mà tính ra nó thủ kiểu này nó còn thua cả mấy cái con thủ 2000 nữa. Mấy con thường chẳng thà nó thủ 2000 luôn đi. Hay còn giá trị thủ mà còn thủ điểm lẻ 1930 nữa chứ. Công công 1.300 đi, đáng 3.350 chi biết. Lại lẽ lẽ một bệnh. À 4.000 hay 5.000 đừng bán 4.500. Tính mình hay nói vậy. Lại lẽ bực mình lắm tại nhiều khi không có tiền thối. Trời, ra hai con này mà không ra cho mình cái lá fusion luôn. Làm phát lưỡng long nhất thể cho các bạn coi chơi.
mà tính ra cái con mà mình vừa thu phục được nó khá giống mấy cái con ma só ở bên tụi mình Warhammer. Anh Tài chơi phe ma cà rồng hay khoái chơi mấy cái đơn vị đó lắm. I end my turn. Rồi ok, phong hồng điểu ra trận. That was a good attack. Để con này nằm thủ xíu các bạn, đề phòng lượt sau ảnh chơi mình. I end my turn. Chà, úp bài xuống dụ ảnh chơi mình mới được. Rồi, ok. Rồi đây. Để coi coi lượt sau ảnh ra cái lá gì. Ảnh xung quanh thì mình càng mừng. Oh, no. Chơi luôn đi các bạn, đừng tiếc. Kiểu gì cũng mất con sói à. I end my turn. Rồi, hai con phong hồng điểu ra đây thì khỏi chơi rồi. Con rồng này là con rồng cùi bắp, con rồng giữ thành, rồng gắt thành đó các bạn, không phải rồng chiến. Thế giờ nó cũng khá là mạnh đó chứ không phải đùa đâu. Nhưng mà nên nó mạnh khi các bạn chơi Dark Souls ấy. Chứ mà chơi mấy game như Warhammer mấy con rồng này cũng là rồng dạng rồng thường. Đề phòng con này là con 7, mình up con này xuống rồi đó. Đây. Trời là con này. Ảnh khè mình các bạn. Ủa mà sao bữa nay anh Yugi chơi hiền quá vậy? Không có lá trắng nào hết là sao? Không lẽ thấy cây ba không cho mình lá bài nào? Anh này ảnh thương ảnh cho bài mình ta. Trời con này. Ủa bữa nay anh bèo vậy anh Yugi? Trời, không úp bài xuống luôn. Trời thôi, anh không úp thì thôi. Trời, bữa nay vừa ra được phù thủy bóng đêm mà vừa ra được Summon School nữa hả? Bữa nay đỏ thôi. Rồi thôi, thắng luôn rồi. Rồi, no. Oh, thêm một con này nữa thì tuyệt vời, mình có ba lá này luôn rồi. Bữa nay ra bài hơn thế. Your skills have greatly improved. I can see that you'll make đang dây đỏ chắc quýnh thêm dáng nữa quá. Tại đơn giản là có thua thì cũng có mất gì đâu đúng không các bạn? Thắng thì được bài, thua thôi, anh ta cứ chơi thoải mái. Every deck has a chance to win, as long as you believe in the heart of the cards. Let's do it. Rồi ok, nếu mà đã vậy thì ra con này trước các bạn. Vô ánh ra mấy con ngàn 6, ngàn 7 á, mình lật cái lá này lên phát. À rồi, hay. Oh, no. Now, I'll set a card. Đây, bắt đầu anh chơi tới cái bộ mạnh của anh rồi. Đấy, chơi như vậy nó mới đã chứ. Bắn úp xuống dọa mình các bạn. Not bad. Rồi ok, quýnh ba dáng mà đụng bộ này chắc khóc luôn. I activate my spell card. Gì đây, ra cái ghi vậy? À không phải, rút bài, rút bài. I activate my spell card. Change of heart. Oh, kinh đấy. À thủ. À rồi bắn lại như vậy thôi đúng không? Hú hồn nãy quăng con này ra là bị chơi rồi. Không ra con sói không tiếc. I end my turn. Một con phong hồng điểu nữa.
bắn. À rồi, ok, lợi hại lợi hại. This card I can't fail. I offer a monster on my field as a tribute. I call forth my summon skull. À, ráng có con ở đây để chơi mình thôi. Dạ, tới lượt mình thua ngược nè. Hai hai hai. I end my turn. Chà, giờ làm sao ra được con summon skull này mới là vấn đề nè. Rồi giờ thủ đã biết sao giờ. Đây có đắc hôn nè, có gì mới chơi được. Rồi đó, anh thủ giùm em. Now, I'll set a card. Trời, kiểu này quăng bài ra là dính trưởng liền. Trời ơi, nghĩ sao ra hai con lục bì thanh long này chi vậy? Lục bì thủy long như lộn. Trời. The effect activates at the same time. Ra giùm lá đắc hôn coi. Now, I'll set a card. Trời, ba lá tráp luôn. I end my turn. Ra con bọ cũng được mà. Trời, ra con này chi? Giờ cần lá bài phép, bài tráp đồ chứ có cần bài này đâu. Rồi xin nhẹ tí huyết. Not bad. Rồi hên quá now, chưa mất máu. Trời ơi, 4 lá luôn, bên này làm gì có cái chổi để mà quét. Còn không có lá cuồng phong nữa mình phá luôn nữa. Rồi thủ đã là tính. Rồi, xin nhẹ ảnh tí huyết. That was a good attack. Rồi, lấy của ảnh vô đây cũng được. I end my turn. Đắc hôn đi mà, đang nỉ đó. Trời, ra con này có chết người không? Rồi, thôi thủ tiếp. À, mỗi lượt mình mất 800. Rồi, anh mất 750, mình mất 800. Mới ra được mấy con thủ thủ tốt xíu rồi mình thắng rồi. Rồi nữa. Dán này giống như kiểu là mình với ảnh coi ai lì hơn vậy đó. Hai con kia thì không biết lý do gì mà đợi quả không dở lên. Lấy cho 50. Mà ảnh up 4 lại, 4 lá kia làm sao mình dám ra bài. I end my turn. Oh, hồi sinh hay quá. You're going to activate a spell card? Rồi hay. What? Úp con này xuống đi chứ giờ biết sao giờ. Ra bài là chết với ảnh đấy. Rồi xin nhẹ 550 điểm. Rồi bay vô đi anh. Rồi bay vô ảnh bay ra lại. Activate my spell card. Right Geki. Ôi trời. Được sao không ra lá đắc hôn là mình vong đấy. I end my turn. Trời, ra con này có nhục không? Đành thí con này vậy. Con này nó thủ có 800 mà không lấy được như máu của đối phương hết.
I switch it to defense position. There must be something I can do. But what? I activate my spell card. Gì nữa đây? Trời, tự xử luôn. I end my turn. Tự xử thật các bạn. Úp xuống đã. Ông không tin ảnh à. Dụ mình ra bài đi mà. Thủ luôn. I end my turn. Rồi, thủ tiếp các bạn. Ảnh để bài kiểu này mình không dám ra bài luôn. Úp thủ thôi. Rồi, cho anh xung quanh luôn đó. I can't fail. I offer a monster on my field as a tribute. I summon Curse of Dragon. Rồi, ok. Now, I activate my. À, gọi 500 anh em tới. Rồi, không sao. I end my turn. Thủ đi, thủ đi. Chưa dám đánh thế công. Now, I'll set a card. Trời, nữa hả? I end my turn. Dở lên vậy thử coi. I see what you're trying to do. À, phá một lát cấp hồn đi. It's not going to work. Trap hole. Rồi xong. Cầm nữa nào, cầm tay ba lá xung mạnh nó buồn không. I end my turn. Trời, để thua vậy mới nhục chứ. Cầm tay ba lá summon luôn. À, mình thua rồi các bạn. Rồi, ok, một trận đánh khá là hay với anh Yugi rồi. Nhưng mà tập này thua gián cuối thôi, kể cho anh gỡ một trận đi. Chứ mình thắng hoài cũng kỳ các bạn. Anh nhớ là tập này mình lấy được một con mới và một con mà mình rất thích. Cho nên là hầu như mình thấy trận tập này cũng không có gì đáng để mà mình hối tiếc cả. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Mình là La Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Bye bye.